Không quay. Các bạn thấy đây là một rừng hoa đào các bạn ạ, tuyệt vời. Hoa đào trên vùng cao đây. Dưới này là con suối, men theo suối bên này. Đấy. Quá đẹp luôn, ở đây thu hút được rất là nhiều các cái du khách đến tham quan rồi là thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi này. Đây là Hòa Cư, thuộc địa xã Hòa Cư. Đấy. Một trong những cảnh đẹp tuyệt vời của một vùng Đông Bắc. Vùng cao biên giới. Đấy, các bạn xem, xin kiếm yên này. Đẹp rồi.
căng. Chỗ này nhà vệ sinh như nào các bạn. Cái này thì người ta chặt đi để bán rồi sao, hay là tỉa đi gì tức là tỉa đi để cho cái mầm non nó mọc thì phải. Mấy cô Trung Quốc này. Ai? Đâu? Đi ngoài đấy. Cứ linh tinh à. Ở đây thu hút khá là nhiều du khách đến đây tham quan cũng như là chụp ảnh. Rồi, let's go. Đứng dân tộc đi gánh cá.